lắm cả. Anh kia không tìm được. Nhẹ thôi. Ủa sợ khó thế. Bốc mới khó. Cô nguyên đại đánh cầu lông. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Nói chung là môn này là môn được học. Thì cái giờ này học nhanh phết. Học trường người ta mất công thành lập cái trường nên thì chuyển giáo viên thì biết được xong. Các bố trên bộ phá không cho thường chuyên lớp chọn làm cho thường là nhóm vào mấy cái thằng thường của đại đa toàn là sinh viên họ ăn không ăn nổi các thứ thì người ta vẫn chết mà một lớp đầu thú uống tí là vơ thú được kè nhé. Em bác chỉ có hay câu không? Như tháng nay không đi nhỉ? Thời tiết nó cũng thay đổi đi. Đúng rồi. Và đúng là hôm nay chẳng... Tháng nay hôm nay có nào không? Mấy cái hôm vào 28 Tết thì... Để đi cái thì nó lại 27 thì là... 27 thì... Chị đi thì đến xuống... Xuống mộ. Bảy hôm Hoành nhà em mình về đấy, về đưa Tết nhưng mà sau thì là làm sao nhỉ, để chả đi được thêm 28 nhà nó về quê, 8/9 nó về quê. Thôi bây giờ các cái việc ý thì là mẹ con đi ra 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 đi chị Lam bảo là chỉ có hai chị xuống thôi vì không ai đi về được. Cái thằng Huy đi nó đi xuống rồi chở theo các thứ tôi nhấm nháp cái gì vậy thôi được rồi kệ bác kệ chú vào đúng đấy chú vào đúng thuốc đấy có chắc là trên tím luôn trên là một tuổi luôn rồi nhớ Chị Lan vừa bảo cái gì chứ bà? 35 ngày thì là định làm hôm mùng 1 à? Mùng 1 là 49 ngày. À, không thế hôm mùng mấy, 16 á? 16 là 35 ngày. Thì là sẽ mời thầy về. Thì là cúng ở nhà thôi chứ không đưa bác lên chùa. Vì 35 ngày là mình lên chùa mà. Nên mình cúng ở nhà thôi. Thế bác bảo là thầy bảo là những người cô đơn cô quạnh không có gia đình thôi người ta mới đưa lên chùa. Đúng rồi, đúng rồi. Nhà mình thì có nhà có cửa thì mời về về nhà cũ. Thế thì hôm ba nhà mày em sẽ về. Còn đúng 9 ngày thì thầy bảo là làm 48 mình 49 về lại bạn làm ở đâu á? Trước một hôm. Vâng, thì làm trước một hôm. Nhưng mà nó chưa vượt ngục được. Chín ngày mới cài vào được nhỉ? Không, tức là theo cái luật là 7 tuần, cách 2 tuần là 49 ngày là mới hết các gọi là trang khảo thì mới được sửa sóng. Thôi thì thầy cũng phải làm theo kế hoạch của nó. Vẫn nhờ hai cái thầy đấy. Cái khẩu việc mình phải theo của mình thì đúng. Thế là nhiều cái khó. Nếu bạn làm của ai? 49 mà. Nếu mà 48 ngày, 49 ngày thì bận thì chắc là làm của ai đấy? 12 đến 12 là một làng nhé. Vâng. Đúng không? Bây giờ em tính ra là 49 ngày thì đúng là 2
là bố mình là thì đang mình sợ là trùng vào ngày ấy, nhưng mà không phải đang chưa nhìn được không để ý là của ông nó vào ngày thứ mấy không? Của ông thì vào thứ bảy chủ nhật đấy, mùng năm. Thì em đang sợ là em tính là 49 ngày muốn nó vào mùng một thứ hai gì đấy, thì là sợ là 49 ngày là trùng với ngày dỗ bố không trùng, thì mới vào mùng một thứ hai gì đấy thôi. Còn với những tinh thần này có bảo chúng vào nghỉ hết nó, tớ bảo vệ nha. Chúng nó mới nghỉ được. Để chúng biết đi làm. Thứ bảy thì chỉ có chó, nhìn chung là chỉ có cái thu là không được nghỉ thứ bảy đúng không? Dạ. Nhưng mà có trùng hơn thứ bảy có ok không? Cháu có, thứ bảy cháu có. Để còn chủ nhiệm có thứ nhìn thứ bảy có mặt. Vâng. Chúng ta muốn đi đâu chúng ta đi chạy cho nó.
Nếu đưa mình lên đường tối với bà đi về nhà. Anh này là tươi nhất đấy. Mẹ phải quản lý tiền của nó đấy. Hả?
Hôm qua là bảo là thức thì là bố sẽ mừng tuổi, nhưng mà có ai thế là con đi con xuống đất mà con đi năm năm về thôi, mình ấy thì mình xong ở nhà. Năm nay nhà mình ai thương ở không? Có ai thương không? Coi như giày làm cố làm kết ăn xong thế là đi luôn khóa cửa. Thế tí nữa mà ông bà vào là ông bà vào xong rồi xuống kia một tí. Xong là ai ai người xuống đất vậy ông? Thế là ông tự xuống luôn à? Chẳng biết, chẳng biết tự vé. Ông cứ truyền thống xưa nay rồi, cứ làm ăn đều đều. Tự xong. Tự xong. Ôi chứ mẹ là tên Dũng. Dũng ạ, có đâu? Sao đây? Còn mặc cái quần dài rồi, mà trông không dễ quá. Này được đấy, tí cho em đi gói. Ba đứa. Chị Trinh. Lâu lắm bà đây xe chơi. Bà. Bà. Vâng, lâu lắm. Bà hôm bà lại được đúng không? Bị đau chân bà chả vào đây. Dạ, bà không không nắm bộ đồ chơi của con. Được rồi. Đi xem rồi. Đây có khi uống ơi. Ông này con đây con pha trà mặn. Lấy bộ đồ. Ăn ngủ hết. Rồi. Có một mình thôi. Anh có thích uống. Vâng, cái. Ăn hết đúng rồi, ăn hết.
Thì con lên đi. Chưa có điểm. Chưa có điểm. À, bổn. Đấy, phải quay lại. Nếu không ăn hết phải ai? Đang không ăn. Không, 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 không. Đấy, thì cũng là đúng một rồi. Đúng một không? Đúng, 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 đúng một thì đẹp quá mà. Mai chơi phải điểm mai một người. Đấy, rồi phải phe thì thế chứ. Mặc dù nghẹn thì anh vẫn nuốt chừng. Không, có 23 tuổi bây giờ. 45. Thằng ở đấy nó nó cả anh. Yeah. Công tí thì anh biết cách. Xong rồi sau đến xỉu là con rồi thì mẹ chơi, mẹ chơi một câu không? Đây là tao cũng có mẹ nữa, phải có tố của mẹ. Không, có thể mẹ thôi, vì ngon mẹ bao bao lần. Như nào quay như nào? Cứ bấm này thôi, quay này. Rồi nhá. Ấy, thích vào lò thì ơi. Ok, bây giờ mẹ cho một viên một trắng. Mà mày còn thêm mày cứ xui tao sẽ chặn cái tao. Quay về màu trắng. Không, mày phải chọn đi đúng cái màu này. Cái màu này cơ mà, màu da cam cơ mà. Màu này. Màu này ra, quay lại. Đấy, màu cam, ta đã bảo rồi. Thì màu đen, quay lại. À, màu đen hả? Quay lại, quay lại. Mặc quần về đây. Dạ. Ok, không, xe cây, xe cây. Anh ạ? Ừ. Con. 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 Con luôn hả? Ôi, mẹ, mẹ ăn được. Sao bị gì ấy? Ôi, cứ ra phải như thế rồi. Đấy là lọc, đấy là lọc. Nghe phật phật đấy. Chưa em nói là hết từ 1 tuổi á. Mấy tuổi gì ạ? Rất thôi. Rất thôi. Rất thôi. Rất thôi. Rất thôi. Rất thôi. Nào cho ông bố ơi. Mẹ không chơi thì lấy hết tiền rồi đi. Một vài cuối cùng đi em cho anh lên. Nhanh lên. Buồn rồi, xui anh Dũng á. Cái gì? Nó bảo con phải chơi không nó không bao nhiêu mừng tuổi nữa. Buồn xui anh Dũng bảo là nhanh mình anh chơi không đòi hết tiền mừng tuổi. Nhanh. Xui phải nói bé, xui nói to chị biết hết. Con nói to mà, không con nói bé mà. Cả nhà anh nghe thấy. Nó bắt hôm nay sáng nay bắt đầu nở đấy đúng không? Bụng nở nặng nặng. Trời ơi, đúng chín chẳng trắng ra, sáng nay nó bung to rồi. Đấy. Sáng nay em bảo là nhà tôi chỉ có mỗi bông mai thôi, không có cái gì, tôi mời mọi người thưởng thức. Đấy. Một bông. Ok, ôi sô cô la này của Trung Quốc mà con thử nó ngon. Một bông duy nhất. Có từ Vũ Hán không? Không. Vũ Hán này là cái nào? Vũ Hán là có virus viêm phổi. Sông Cô La của hãng là có virus về phổi. Bác này chả đi đâu đâu. Này, mang quyết xuống. Từ từ, con rút ra rồi. Đây qua tủ lấy quyết cho cháu, cô bảo không thích. Được, 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 được. Đây chào bà. Chào bà. Chào bà. Khỏe, chúc bà mạnh khỏe. Con chào bà. Chào bà. Em mới rồi, chúc bà mạnh khỏe. Chân đi lại được bình thường rồi. Bà ơi, đi nhưng mà nó đau ạ. Ừ, tú trà, mê uống trà đấy, bố qua cái quả trà. Ui, bà ra tìm em ấy. Bà mạnh khỏe. Nó mới, mừng tuổi bà. Nó thêm tuổi, thêm mạnh khỏe. Cái gì đây? Bà chú đem ấy. Ủa, cái gì đây? Đấy. Nguyên có muốn trà bố pha bảo đây bảo túi sành điệu thế bà ngoài túi của mẹ Thu đấy à con gốm bự chưa bự đấy con rồi đem rác cái đẹp luôn cái này năm sau con giữ lại con năm sau con giữ lại mấy cô con chơi mà con đi chăm năm sau lại đưa đưa nhà không thì cái thằng em còn là con mua lại mua cả 9 gốc Chúc mừng mọi người đấy. Chắc là về sau nửa đuổi rằng đẹp. Mua không ạ? Nhưng mà không có nhiều bạn anh Linh còn muốn mua không có để nhà. Sao ở trên phòng con trên kia ông phải quay cây cái cây giáng lão của con nữa con có một cái cây nữa. Cây cây không? Đẹp không? Chéo quay đang quay. Ông đang quay chỗ này. Cứ bình tĩnh.
bà uống đây này. Mèo uống cháo long đi bà. Mẹ uống hay rồi. Cháo long ấy, không phải là cha cha. Con gái sáng nay. Không phải cháo mặc. Bà mặc cái áo này rộng nhỉ? Cái này là tên quê muội này. Vâng. Em mua tôi cái này. Đâu? Cái váy chứ của bà là xanh. Cắt. Thưa mấy bà. Hôm nay mặc ấm. Bộ mặt đấy. Công việc tiếp này là đừng nó không mưa được. Như nếu mà nó đêm qua. Nhưng mà lúc mà sống xong thì lại đẹp. Bao nhiêu năm mới có cái. Nhà năm nay là có trọng tâm rồi. Thi cử à? Thi cử đi rồi, trọng tâm đi rồi. Tôi cũng mẹ khỏe. Vâng, xin cảm ơn bà. Đây còn mẹ không phải đi xì. Cái này mới quý đấy này. Đi lễ là buôn bán cỏ. Đây còn chờ cảm ơn bà. Anh thì đây, anh Dũng ở đây bà đưa là con rưỡi. Vâng. Con xin giỏi nhé. Cháu ơi. Cháu tuổi nhà bà. Ông tuổi bà Mai. Ô, Mai. Mừng rồi, à bố mừng rồi nhá. Uống nào. Mừng tuổi mẹ. Số 100 tuổi. Ôi, thưa bà. Anh em. Anh kia đây. Mẹ ơi rồi. Anh này, anh của em đấy. Vâng, thì đây. Anh kia đây. Anh Long thấy bạch rồi, tán hết. Năm thấy bạch rồi. Nhà năm nay nghị định 100 nó ra có hợp lý. Bao giờ gọi là đi đâu. Ông vào. Ông ngồi đây, đi hai mẹ con ngồi gì đây? Hai mẹ con ngồi gì? Chúng ơi ngồi thẳng lên tí. Nhìn ok. Nhìn đây, nhìn vô. Vô. Bốn. Tiền. Bốn gì đi. Để cậu Tùng vào. Đây thì tự động bốn. Ok rồi. Ok. Cái này đứng lên cậu Tùng vừa nó cũng quay lắm. Có cần chụp bông để bảo cho mẹ chụp. Dũng ra chụp phát. Dũng ơi Dũng bấm mắt là sao? Dũng phải là Dũng. Dũng có biết chụp không? Được rồi. Dũng chụp mẹ con nửa chân này. Dũng ơi. Cây thì to quá. Chụp với cái cây hoa. Dạ. Cậu đúng ở chỗ giữa này. Chỗ này. Đấy. Rồi, Linh làm photo thằng này. Giữ. Tám và cái vào. Rồi, đấy. Rồi bấm vào xong rồi đấy. Chả biết là có cái nào mà nét. Thầy nạp được 10 cái. Rồi. Chả năm nào nhà nó chụp. Cho bố con nhà nó kéo. Trở về sau này. Sẽ ổn. Chụp đi không ngày mai học anh là lấy chồng cái chồng giờ. Đấy. Thế bảo là con bảo là con nuôi vợ thằng khác mà. Đang nuôi vợ thằng khác. Từ khi về làm vợ thằng khác. Nào anh. Yeah. Nhìn này hát một ít thôi chậm rồi. Nhìn cậu. Về 100 giờ mà điêu gì cũng không ạ. Đủ tiền mua điện thoại rồi. Đủ tiền rồi. Tươi lắm rồi mà thì hôm qua bảo chứ. Đủ chưa? Nhưng tính 100 đô bảo bố đi đâu được mà chị chưa?
đáng quái. Em quay cái gọi là tiểu cảnh của chồng con đi. Đây đây này. Vườn cây nhưng mà nó nhìn nó không rõ. Không rõ lắm không nhỉ? Không, kệ nó lại sáng nó đầu kiểu lạnh hả? Lạnh hơn ở trong nhà. Rừng à? Nào gốc. Bây giờ là... bây giờ sở thích của chồng con là cái cây cối. Đây cũng là một cành. Dạ. Chi bài rồi. Vâng, đây con cành con cắt đấy. Ừ. Cành con cắt ra để sau nó nở đấy ạ. Cái này ít chưa nở. Có lộc thôi. Chưa có hoa. Ra Tết muộn. Nào hai bà cháu đứng ngồi bên đúng không? Bà cháu ngồi bên. Cái mẹ sợ lắm, mẹ sợ rét rồi đó. À, hai bà cháu đi. Bà cháu ngồi bên. Hai bà cháu á. Hai bà cháu đó, rồi. Hai bà cháu. Không chụp chân nhưng mà sợ. Mẹ ông lạnh à? Sinh thì có sinh đấy nhưng mà trông lạnh quá. Sợ như con này. Sợ lấy chồng đến nơi thì chết già rồi đấy bạn. Cô lấy sớm nhá. Đấy khổ thân. Đấy, lại tiền đấy, tiền không nghỉ đấy, ông chồng nó rơi 2 không nghỉ kìa. Rồi. Đấy. Đấy. Rơi 2 cái không nghỉ ra đấy. Đấy. Đi xuống dưới nhà ngồi. Đúng rồi. Là trên ông chồng dưới phòng. Trên kia đúng không kìa? Đâu, còn đâu nữa đây. Ông quay trên nhà ấy kìa. Phải qua chứ thức quan à? Rồi, anh nhớ cái tao thức quan lần rồi. Mình anh cứ ngồi đến tiền kìa cậu nha. Hiểu rồi, anh ơi. Vặt đi thì nó nở khỏe đi à, nở khỏe cái cho con vừa vặt đi lít đấy để nó mới nở nó mới khỏe được cái cây gọi là cây bông mai nó mới to nữa. Nhưng cái này dáng lão cái cành của con cắm ở kia là cái cành của cây này đấy con cắt đi đấy con là đốt chứ cái này cho nó đúng các cụ của xưa gọi là cái đỉnh của con cũng đỉnh Huế đấy. Trong Huế có một cái nhiều nhỉ, nhiều đồ cổ. Dạ. Nhiều tiền lắm đấy. Không. Nay mai Minh Anh Minh Dũng sẽ được chia rồi. Hơi nhiều tiền đấy. Đây ngoài này đó ngoài này. Ừ. Đây này cái ngoài này đẹp này. Đây là ngoài này. Tắt cái đèn kia đi. Mà tối. Không đâu. Trên rồi, bật ở dưới. Cho Minh Anh nháy khó chịu. Cái tủ này $200 là tôi mua. Bán ở đây trả đây đâu. Ở bên đấy nó mua 650. Rồi, bây giờ lỗ rồi, bây giờ cái này nó mới chỉ thế thôi. Mua lâu rồi. Lâu mới không đi Mỹ ra. Năm ngoái bà đi Mỹ. Năm nay. Tháng 9 năm nay. À, vâng, chỉ còn là năm ngoái sang mùng 1 đấy rồi. Giờ là anh bà. Dạ. Rồi rồi, dạ. Chỉ rồi, đấy. Cười. Cả Dũng không phải hợp công cho chị. Tôi hiểu. Này bạn bay của Dũng chứ rồi. Nó bay của Dũng đấy. Này Dũng ơi. Tiền tổ 100% rồi. Chắc lắm nó quên hẳn. Hả? Bảo Dũng là sao nó quên hẳn. Mày bảo anh bảo đấy, không phải đòi cũng phải chết. Nó mà đòi thì không phải chết. Con đứa nào mày mua vai mẹ giả. Thôi con vay anh nó tiện. Rất là nhạc mà anh gì. Thằng này nó con này nó bảo nó vay nó lấy con lấy tiền đấy con giả cho bây giờ đòi nữa chả nhớ. Rổ lại mưa đấy. Mưa. Em năm nay cũng chán thật sống xét. Chưa bao giờ đây năm nay sợ biết bao nhiêu năm bao nhiêu chục năm được bao nhiêu bao giờ sống chớp và mầm đây này mưa nhẹ rất khó nhiều chưa mưa to nhưng mà cả ngày này chưa bao giờ nhỉ thường mùa này rất đẹp để mình cũng có nhạc đấy đừng có ăn xoài cái này ngon nè ăn đi cái chanh đào có cái hạt lạc ở trên này cái anh hạt lạc nào trứng chim à trứng chim ấy trứng chim ngày xưa hiểu không bây giờ con nhà bánh nhã có con bánh đấy không bánh 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 nhưng mà lúc mà rất hay là bắn pháo hoa thì rất đẹp cần thiết rồi đấy con ra con đi trong con đi chùa mà thì rất cần thiết con đi xuống đây ngồi chơi mà lại ngồi đấy ăn con ăn gì là à ngồi chơi thì con ăn ăn quýt đi con đây con ơi năm mảnh mê có quýt táo ấy mang cái đĩa ra
chơi vừa thôi, không hề bị tịch thu đấy. Bố là bố nó tẩn cho đấy. Hay ngon mà không? Cô. Đúng rồi. Như thế, chơi nhiều quá bị cấm. Cắn mà lương đang cắn ngang nhá. Cắm nào? Ừ. Rồi, cắn đi nha. Là mấy anh tay dũng à? Ừ. Nên con bỏ lãnh không? Ký thì ký bỏ lãnh chứ. Em thấy nào? Thì ký hợp đồng bỏ lãnh chứ. Đây. Nha. Áo quên lại. Đừng đăng tin lầm lầm. Đúng rồi, mua luôn đấy là bắt tiên rồi. Trời ơi. Có, nhưng mà ít lắm. Ủa rồi, Dũng, xấu quá. Dũng, bùm thế, chán. Dũng, bùm, 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 mấy lần ra và đưa cái đổi à? Đưa một thứ rồi thế em thấy lại này, không thấy cái kiểu ấy đâu, tiền đâu đâu, điều là ta dịch thu hết. Bà đừng uống này nhá, để bảo ngay. Ăn là có. Thế là bà con đây tôi nhận ngàn và hàng tắt tết rồi mẹ, vợ chồng làm cái việc của mẹ mò đi tối chưa đi đâu lắm, đi dưới phòng lương ngàn. Nó bảo là không đi hết các bạn, nhưng mà ta đã bảo vợ chồng đây anh ấy đã cần cơm anh ngồi đợi chúng mày. Anh cũng nhiệt tình. Nhiệt tình mà. Con này con ngủ ăn cơm, này uống rượu con ngủ. Đó, nó ngủ đâu. Lạ nhỉ. Chồng cô đi về muộn thì phần chồng cô bấm nấu cơm. Về ăn thì lòng ngon. Về là ăn hết ở nhà anh thế ạ. Ăn ở nhà anh thế. Ăn nhà anh thế. Trang này cô còn nướng khoai, nướng muối. Chỉ được một mớ rau rồi. Rau rồi. Rau cà rau về mua bằng mấy cái cải bắp về. Vâng, ngon nhỉ. Có lẽ thế cười bà đấy. Và bà mổ cho hai con gà. Đổi tiền 200 nghìn. Ba lại đền cho con gà nữa đấy. Tiền mất làm, ông mua trẻ. Mất bộ lòng. Mất lòng. Mất lòng. Mất lòng. Mất lòng. Chúng ta không làm, thế là chúng ta sống một chồng mình luôn. Thế thì lòng nó làm sao? Thế là gà thì mình không lòng. Mấy anh lại đến với anh em ơi, ngồi. Đến đây. Đến đây mà đến cho. Mai đến cơ, mai đi đến cho bác Cương kiểu gì chẳng lại làm mớ. Cười thôi. Chúng cười với tí. Nó còn một lọ ở trên kia nữa cơ. Hai cái tờ đấy của bố cho là đủ rồi. Đủ đâu vậy? 30 cơ mà. Tức là cộng cả của em mới đủ gì? Vay của em rồi cộng. Thế thì đủ chưa? Chứ lẩm bẩm nó bảo năm nay nó phải tích cực đi chúc Tết hả? Nó đưa cái danh sách hiểm ra. Sao nó bảo là tôi cháu chỉ lấy một nửa thôi. Lại nhét lợn rồi. Cho vào lọ rồi đấy mẹ. 200 đô được 4 triệu rưỡi. Đấy, 200 đô được 4 triệu rưỡi. Đủ sao? Đủ ấy. Đủ ấy. Đi mua chả, hai con đi mua chả có. Đâu, con đủ rồi chỉ có mẹ với cả nhỏ đâu nhá. Muốn cái gì không? Phải mẹ thì chuyên gia chả có. Mẹ thì chẳng có hết. Mẹ là cái tuổi 17, 18 tuổi. Mẹ thì tách biệt lắm. Mẹ có đủ tiền với tao mua được không? Này, 7 triệu của tao cái điện thoại iPhone 7 là tao. Đó, nó bán được 2 triệu. Bán 2 triệu đấy. Con mua cho nó 2 cái điện thoại đấy. Thì cái tội nó làm vỡ một cái, con lại phải bỏ em mua khác. Nó mẹ thế nó vỡ của con. Dũng ơi! Đó. Đúng cái này đây. Vâng. Hai anh em nhà này cười nhỉ. Mỗi đưa cái điện thoại rồi cắt mở mắt ra bắt mình ngồi ra nhà là gì. Bữa này con bạn không đi, bữa này con đi làm việc không mặc quần áo và tay nhà đi chẳng thôi. Mưa này là người ta hạn chế đi lại. Mưa là dính nước mưa là thì mình chỉ có ô tô thì mình đưa đỡ thôi. Không mặc ô tô trên xe chứ. Nhưng mà các bạn đấy thì đi bộ vào phải mấy trăm mét. Phải cầm ô.
Có hai hôm chưa? Hai hôm chưa? Bây giờ đang ngoài vào đi. Ông này đi gửi ô tô. Thì đi làm là khỏi kia ra sao? Bảo ở cái đất này thì vào đến những là chùa thôi, chẳng phải được khỏi chùa nào. Sao mai bà dạ được, thoải mái. Hôm nay đông, hôm qua đông. Qua sư thầy nhân làm lễ. Mai tôi đi chùa Đức Quốc này. Chùa Thiên Liên này. Hôm vừa khách tôi đi bởi dạng móc túi nhá. Ở trước. Những ngày đấy đông lắm khách. Mấy chùa, chùa Bà Đá này. Mà đông lắm ấy. Mai tôi đi Hà Nội ạ. Sáng mai tôi đi Hà Nội. Trong sáng này đi Hà Nội xong đi Quảng Ninh. Đầu năm mình đi giải lạc. Ông bà đến chùa thì ăn hay quá. Ta bảo là thánh nhân thì làm cho. Chơi cây cối rồi con ngồi đi uống rượu đâu. Có khi chúng nó gọi con cháu uống rượu. Nó là không được bé. Con này thảo.
cứ vào viện mà ra viện cứ một mình mẹ ăn con cứ vào viện. Cái da hồi này thì khá hơn, con đợt nó da già xấu. Con không uống rượu nhiều đâu. Cũng uống đi. Ai cũng kêu là thằng Dương nhỉ, là nó già thế. Mà nó xúc thế. Già thì cũng chả già như cái da. Già thế nào? Cô tóc con bạc nhiều lắm. Bà, mẹ ăn kêu già, đi xuống mãi đi làm. Ai cũng bảo là sao là người nhà bà thì bây giờ lên là bà bảo là nếu mà ở tuổi con mà ở quê là bây giờ ra làm lễ ra là nhập lão rồi, là lên lên lão rồi. Còn gì mà 50 tuổi. Làm gì mà 50 mà này còn không già các bạn chết. Năm ngoái luôn cổ cổ sở lắm ấy chứ. Năm ngoái là sao gì? Làm chờ. Bà Hầu à? Nhưng mà chẳng thấy vợ chồng mà đến mà chơi cái nhà kia. Nhà thôi, nó ký. Rồi, con năm nay là tiền con, rồi đấy bạn. Con tóm lại là con trả đi chứ bố con thằng nào hết. Bây giờ là kệ chúng mày ký. Con đưa mời cho ông ăn. Ăn cho nó mát. Bọn bạn con thì nó đi Sapa nhưng mà con không đi. Nói chung là ra là đi làm gì? Mà 4 độ à 9 độ à tuyết cả. Mà trời này mưa này con đi con mà chết. Vâng. Cái bệnh dịch ấy càng ngày cái độ xanh với cả cái đĩa xôi mì, xong rồi bớt cái đấy bỏ đi. Không, cứ để đấy xong ăn thì hút ra, còn không thì gặm. Cái như cậu Tùng nó gặm được đấy. Để kêu như là ăn cua. Mà ăn tại vì nó cứng lắm. Thực tính thì tôi thì bỏ cái thì bà ta vừa còn chưa hạ rồi. Sáng làm cơm rồi đi. Cố đi. Mi gọi về. Mẹ đây không phải để cho vợ Dung đâu. Bà để cho vợ Dung thôi. Bà chỉ để cho vợ Dung. Đâu, bà ngoài đây. Bà ngoài đứng chơi. Rồi, cảm ơn. Cô là hôm nay không về ăn Tết à? Con nghe dọn xong. Tư cháu về họ. Hai năm cuối đi sang đấy. Không hiểu được thế nào. Hai nhà này có hai thằng giờ đây này. Hai giờ à? Thằng góc này và thằng góc kia kìa. Ngồi cười một mình kìa. Anh Dung đâu? Anh Dung đâu? Anh Dung kìa. Anh một góc, em một góc. Đấy. Ông kéo lên trong tốt. Điểm trai ra rồi đấy. Trong đấy tốt. Vâng. Bây giờ đang ở Sài Gòn đấy con gái. Khoảng độ con 8, 10 gì đó là ở chân. Bác đã thay một quả thận rồi đấy à. Không à. Vâng. Đó. Đó. Đi sống thì không hồi gốc rồi. Hồi gốc may sang bên đấy. Hồi gốc. Thiền thay rồi. Đâu bên đấy không mất đồng nào. Đấy là vì vậy nó không tỉnh. Ở bên đấy. Nó bảo hiểm, có bảo hiểm cơ. Bảo hiểm là một hai là bà có cái tiền gì thì nó mua cho nó hiểm lên chỉ mất có gói bánh gói kẹo với một chai rượu à vậy ạ vâng mấy trăm triệu lão tiền tỷ đấy bà nhưng mà chẳng mất đồng nào bây giờ chết với nó đấy. Vâng, bây giờ là nó gớm hết đấy. Con Sang là cầm chó ra cho bọn Phùng thế này mấy con này thôi. Đấy, ông là làm cái gì ăn này, kẹo này hả? Nhiệm vụ đối với nhà hoàng là
Thôi thì chú em phải đến đấy, các cháu thì nó đến từ trước Tết, nhưng mà ngày mai người kia thì thế nào đó, phải đến Tết. Căng giá nó quá nhỉ. Đấy. Mỗi năm lại thấy lớn. Về 19, 19 năm nay, 10 năm nay vậy đấy. Thế mua là cũng mua cái này là để cho thằng Bun. Đẻ thằng Bun thì tôi mới bảo đi mua cái này. Thế con Bu nó bảo cũng mua thì nó về nó lại đập ra đấy. Đẻ như thế. Thế bên kia nó mấy cái khỏe cho chúng ta không có không? Toàn nuôi cá bé thấy tí. Thế chàng già rất chậm về sân ạ. Thôi, con người nào đâu thích chết hết mà. Nuôi cá bé chết. Là nhà nó toàn là bệnh hỏa với phương châm luôn luôn bị khách hàng và có người đã kiếm con đường của việc trước nha. Đây bà ấy hoa cúc nước hoa cúc và cái này bộ à? Bên kia đi bộ như kiểu xuống bên xe buýt đi bộ về đây mà. Đi đâu? Đi qua cầu. Gửi hai bên kia đường vậy hả? Bên kia đường gửi chỗ nào? Không cho gửi cái chỗ trường đây à? Chỗ này nó không có. Có. Không, chỗ này là cứ để thôi, không để qua trông. Cứ năm mới cứ gửi cho nó yên tâm không ạ? Vâng. Nó mặc cái gì đây, cái sờ mình hả bố? Nó vớ được. Vâng, này tưởng là ấy nhưng mà lại ốm yếu luôn đấy bạn. Tôi được bên là bà khỏe đấy. Sáng nào bà ông đi nhàng nhàng mà khỏe là được. Và ông đi tập ông thầy bà đi tập ông đi bộ cứ thể dục thể thao thế là được. Tôi cứ một ngày hai buổi sáng thì tôi tập như này vẫy tay khoảng 1.500 cái tập ma đấy tập ma dịch cơ sinh bà bảo ông nguyện là pháp luân công luôn không cái tăng lâu đấy là đi lên ngồi xuống cái cảnh cái như thế này thì cũng được 20 cái buổi treo thì là tôi thấy mà cũng được tại sao mưa mà hôm sau tôi nghĩ chờ mãi đấy là tôi sợ cuộc quá tôi lo thực tế là lo nữa cơ bảo nó không hiểu tại sao mày bị chậm thế này thế là tôi mới hỏi tôi mới gọi điện thoại hỏi người là nó bảo nó xuống chỗ chị Linh cái tôi lên ta cửa à tôi xuống chị Linh thế chắc là có ô tô ấy, đi ô tô xong xuống chị Linh xong rồi đấy lúc mình đi thì lại bắt đầu mưa rào và không có tôi đúng rồi tôi đúng rồi chờ cho nó tạnh mới đi mưa từ đấy ra ô tô rồi lại từ tận vào đây sợ mưa thì lại giờ nước mưa về vẫn là tôi đang làm một mình cứ chậm thế thôi với cả tép đến nước thì cơm nước thì vâng. Đâu ăn đến đấy vâng. Đâu ăn đến đấy tôi hỏi cô tôi bảo thế cô có về ăn cơm để sửa mẹ chuẩn bị không nó ăn uống bây giờ vâng đi đâu rồi tôi này mẹ đi ăn mẹ no nào đó thế hoàn thành được nào tôi thực ra thì 25 tôi về nhưng mà nhà tôi cúc bò này bên cạnh làng tôi thì tôi lại hay đi về cái bên cúc bò thì có cái nghề làm mộc đấy mộc tôi đi về cái xã Hồng Phong bên này Hồng Phong thì nó lại là thuộc không cái cúc bò thì nó là cùng một xã với tôi và tức là nó gồm có cái cúc thị này tức là bên gặp đấy, chả gặp đấy, năm ngày một phiên. Cái chiếc bò này là nó ở bên cạnh đấy. Tôi cứ đi về cái chỗ mà Hồng Phong đấy ạ. Vâng, tôi là cứ đi về xem mua dưa nước ở đấy. Vâng, cái này có đưa cho cô. Có cái nghề mộc. Vâng. Nó là gọi là cô làm lọ làm kia cũng cách nhau được. Trăm về mét luôn. Trăm mét. Cái làng đấy là nó có một cái... từ trời 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 từ
lấy nhiều vào. Cái này nó cứ làm thế nhá. Để nhà bà làm thì cũng làm nữa, cứ mỗi đứa cái điện thoại đấy, nào nói chuyện với nhau không nào. Thôi bây giờ làm thế không nào. Ngày xưa thì mọi người chơi gửi đánh đáo đánh vi thì đủ thứ, bây giờ nó cũng không có cái chỗ chơi nữa. Có chỗ chơi nó không trả chơi, chơi game theo điện thoại. Thì ta có thấy được, có cần được. Sáng đây cứ buổi trưa ngủ dậy xong rồi tôi bảo là ra cho mấy kẹo. Quên, thế mà tôi lại càng hay quên nữa. Cái này nó bảo là nó mua cái này cho tôi đừng mua nhớ, hay là mua cái kia cho tôi đừng mua nữa. Nhưng nó nói nhiều quá tôi không biết được, tôi chả nhớ được là cái nào. Thế may tôi cũng chỉ mua có 5 cái thôi. Thì đây nó chỉ có tôi chục cái mà. Vâng. Bên này 5 cái, bên nhà tôi 5 cái. Vâng. Xong rồi tôi cũng bảo là thôi tôi chỉ lấy 2 cái thôi. Ta lấy nhiều đi, vâng. Tôi bên này tôi có 5 cái rồi, bà lấy 5 cái đi. Bây giờ nó để ở nhà ấy bà. Vâng. Vâng, sao tôi có 5 cái, thiếu ai, thiếu ai. Khoan mấy đâu bà? Như là này này. Bây giờ cái tuổi mình thì cứ nhớ quên là bình thường, nhưng mà nhiều lúc có cái gì mà nhớ mãi không ra. Vâng, rồi có nhiều lúc xuống bếp mà để lấy cái gì mà lấy mãi không nhớ là mình lấy cái gì hết. Thật tình cũng được, thì là cửa cái trong cái nhà cũng ngoài hành cái gì cũng được. Thế mãi không nhớ nhiều mãi thì may ra thì nhớ ra, còn không thì chả nhớ. Vâng, thế tức là tuổi già là thế mà, vâng, bây giờ thế tuổi thế. Đi học cũng về thì thế tôi bảo là cháu nói đấy, ông nghe ông thì không hiểu, không hiểu bây giờ. Bài bà thêm cái bà bên cạnh bà này, cái bà cần phải đấy, hay là bà để đi hành bà đi đâu? Bà nào? Cái bà mà có cái mít à, nhà bà Minh thì à? Vẫn đấy à? Đúng. Bây giờ còn dai, ngày xưa nó vào trong miền Nam nó làm ăn, bây giờ bố mẹ nó ra đây hết. À nhẹ. Vâng, cũng là cũng ở nhà với ông bà, hai ông bà, bố mẹ nó với hai đứa con. Còn bố con gái thì vẫn ở trong miền Nam. Năm nay Tết nó cũng ra một Tết. À thế tức là bà ở đây chứ? Vâng, bà ở đây. Tôi tại vì cái hồi tôi ở tôi sang thì bà cũng là chuẩn bị vào đây. Vâng, đáng lẽ cái hồi ấy định là mua đất ở trong đấy vào đấy xây dựng, nhưng mà thế xong rồi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không. Bây giờ ông bà dỗ Tết ở đây đi vào trong miền Nam thì họ hàng xa xôi, mỗi lần dỗ Tết thì thấy Hưng Yên biết là nó khó khăn. Ông quê Hưng Yên, bà thì quê ở à, thế ông đi là về Cúc Bồ, thế là Cúc Bồ dọa dưới kẹo được. Bây giờ được rồi đến không kiện các bạn. Hôm nay là con cái mà để cả đây trong bà trong phụ nữ. Lâu lắm tôi có về đâu. Học của chúng nó thì chúng nó không thích. Cứ đi chờ ở trong tâm nhân là hai vợ chồng nó lại ra lại nhà. Thế có một cái nó còn ngắn. Nó làm ngay rồi bạn. Nó làm nhiều đường. Cái này làm ngoài nó. Làm cho ngay đi à. Nó làm nhiều đường. Sau đấy qua đó đến thứ hai là quý chào, quý chào xong đến đến đòa thứ ba là đòa ăn cỏ, ăn cỏ rồi mới về đến Ninh Giang. Thế thì sở hữu tôi biết như thế là gì?